Xin kính chào quý vị và bà con nông dân. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh đầu mùa, ở khu vực Bắc Bộ đêm và sáng trời lạnh, vùng núi phía Bắc thì có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng là từ 20 cho tới 23 độ. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 16 cho tới 19 độ, vùng núi cao thì có nơi còn dưới 14 độ. Miền Bắc đã bước vào những đợt lạnh đầu tiên và bà con ngay từ giờ cần phải chuẩn bị các phương án phòng chống rét cho gia súc, gia cầm như là tích trữ thức ăn, dâm khô cho vật nuôi, cải tạo che chắn chuồng trại, thực hiện tốt công tác tiêm phòng vaccine định kỳ, tăng cường vệ sinh. Trong khi đó, thì các tỉnh thành miền Trung, đới gió Đông Bắc kết hợp với địa hình đón gió nên trời nhiều mây và có mưa rải rác ở các tỉnh thành Bắc và Trung Trung Bộ. Còn đối với các tỉnh Nam Trung Bộ thì có nắng vào khu vực trưa chiều. Nhiệt độ vì thế mà tăng dần từ Bắc và Nam đến các tỉnh như Ninh Thuận, Bình Thuận có thể đạt mức là 32 cho tới 34 độ vào trưa chiều. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió Tây Nam hoạt động yếu dần nên mưa dông chỉ xảy ra rải rác tập trung chính vào khoảng thời gian chiều tối và tối với lượng không lớn. Ban ngày thì giảm mưa và có xen kẽ trời nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực Tây Nguyên sẽ là phổ biến từ 28 cho tới 31 độ, có nơi cao hơn. Còn tại khu vực Nam Bộ sẽ từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Khu vực phía Nam đang trong giai đoạn tạm giảm mưa nên thuận lợi cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Đây cũng là thời điểm trái ngũ vị từ chín rộ. Người dân huyện Tumorong, Kon Tum vào rừng để hái bán cho thương lái, kiếm tiền triệu mỗi ngày. Ngũ vị tứ thuộc họ cây thân leo, có vị chua, chát và sống lâu năm ở vùng núi Ngọc Linh, huyện Tumorong. Địa phương đang có chủ trương phát triển và khai thác hiệu quả loại dược liệu này thành sản phẩm đặc trưng của vùng. Và đến đây, bản tin thời tiết nông vụ ngày 21 tháng 10 của Đài truyền hình số VTC cũng xin được khép lại. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.